Chú anh chị và các bạn, thì hôm nay mình qua Long Giang thăm an cư trại của Vinh Lép. Chú an cư trại là một cái cây bằng lăng rất là nhiều hoa. Hoa tím bằng lăng rất đẹp cả nhà. Đây mấy huynh đệ và mấy chú bác với ông Út mình chưa ở sạn ăn cơm chiều. Hôm nay ăn cơm rất là ngon. Nấm dơm rồi dưa hấu. Còn bên đây cái gì giống thịt sầu đâu điên điển. Thịt chay quá ha. Thịt chay đó. Chay rồi sầu đâu điên điển. Thịt nạc kho tiêu. Thịt nạc kho tiêu thịt chay. Nấm kho lạc. Nấm kho lạc. Đạm bạc mà. Rau đầm. Rau đầm. Có Quân Tư Tư Hiền với Quân Tiền ở An Phú. Ăn này đúng rồi, đúng rồi. Phú Hội phải không? An Phú. An Phú xã gì? Nhân Hội. Nhân Hội hả? Xuống Long Giang chợ mới chơi. Quân cũng sắp sửa tạo cái kênh YouTube. Tên gì sư Quân? Cái kênh YouTube là Cuộc Sống Tuổi Xanh. Cuộc Sống Tuổi Xanh. Mong quý cô bác anh chị em mình và các bạn có ủng hộ cái kênh Quân tạo cho nghe quý vị. Mới mưa qua đó ông ơi, mưa lớn lắm. Tới mấy cái bí anh kia. Mấy cái nó gần bí. Tới quá sư là bắt được từ quét nhà ông kia tới. Sư mà. Hôm nay mấy huynh đệ thì ngồi mà cho ông sư đi tưới cây. Sư trụ trì còn cái đó là phó ban thường trực. Sư đó thời sư gì chạy qua chạy lại nhân viên nhân sư nó có chồng và có nhiên à chào có nhiêu đó nó bò nhóc rồi. Sao mà không mua cái gì bút sen gì đó có sen hả? Có sen tại anh kia không lấy cũng đầy đủ dụng cụ. Qua mà anh đi Kiên Giang làm gì đâu. Tôi đi thế nè. Dạ. Đi chỗ cho cái nhà đó năm thiên gạch. Với đi coi đó mình đằng với coi cái nhà nó cắt cho cái nhà đó. Cắt nhà từ thiện hả sư huynh? Đi chiếc xe đó nó mệt quá trời về bữa nay quải quá trời nó nổi tả không đi ông khen bữa nay chứ chê tại ông mệt. Ông Giang mất cười lắm. Ông nói đừng có sống già quá. Già khổ lắm. Cái đầu cái quay qua lại nói 50 được không Giang? Hầu quá 50 mau lắm ơi, để quay tới 50 rồi. mới nói cũng lâu khổ già khổ hỏi 50 đâu ôi 50 rồi quá. Rồi qua nó lấy cự chuyển vậy. Tôi nghe qua. Dạo này mấy sư huynh làm từ thiện mạnh quá ha. Tôi nghe qua từ sáng tới chiều được hai cuộc điện thoại. Giang làm ăn lớn. Mới đầu từ sáng tới đâu 12 giờ thằng Nu gửi thằng thầy điện cái nói lộn số Lép ơi. Chiều 5 giờ không biết ai lại quát cũng điện nữa lộn số nữa buôn nó nói làm ăn lớn hết sức nha từ sáng giờ có hai cuộc điện thoại mà lộn số không. Hồi ngày qua mày gọi lúc mày gọi tao mà trước đó không biết tao thấy có số lạ quá thằng nó mất tắt đằng lát mày gọi đó không biết phải số mày hay là số ai số là số còn số 56 đuôi nữa. Rồi đúng rồi 56 đuôi. 56 đuôi. Mày gọi tao rồi tao không biết ai mà tao có tắt. Lần lát mày gọi nữa đó. Về của mày. Dạ. Đi chiếc xe đó thì là rồi. Xe cũ mà. Thì có nhiều cái số nó gọi tới nữa để số làm phiền. Cơm hấu. Chạy cũng dữ. Anh xong mày ngồi chơi. Chạy cũng dữ lắm mà. Nó vòng quá trời vòng à. Anh nói vô ngồi ghế chơi. Ghế nè. Đường vòng. Dẫu đi. Cái gì đợi này sao nó sao dẫu trước thì nửa tiếng con cháu. Nó không kêu ăn. Để lép cho bộ đấm dỗ vừa đó chứ. Dỗ nửa tiếng, chừng nửa tiếng. Thì đợi chờ la nga là nửa tiếng là vừa. Đợi chờ là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc mà còn biết hạnh phúc là chưa phải hạnh đó, phúc rồi. Nó cái chỗ đó cũng như quầy đó. Nói chuyện đặng cho nó cái chỗ nó ta
thấy người ta cái chuyện mà nói tao phái, tao thích tao xem. Lúc tôi đăng giờ tôi không có nói, tôi quay như là này kia rồi vậy đó. À... thôi điện thoại tôi dốt rồi, tôi không biết rồi. Ba cái bờ lăng tôi này nghe với điện rồi gọi đó. Bờ lăng đẹp quá chứ. Lá à bộ hổm nghe sư huynh nói có lá bằng lăng, có nhưng có mồi mà không có thiếu người đổ bánh xèo không? Đúng rồi, bằng lăng là bánh xèo là hết sách đó. Đổ bánh xèo phải dưới cụ nào đổ được quê. Không cần mấy cô, tại mấy anh cũng được vậy. Dạ. Ừ. Người nào biết đổ rồi đổ, rồi đâu cần mấy cô. Chứ tôi là bó tay rồi đó. Thì có mấy cô. Thưa thầy mới qua ông thầy ơi. Đó. Chủ tọa. Chủ tọa. Chủ tọa có một cuộc khai mạc hôm nay. Em chào thầy. Thôi thôi. Không có chào chứ hả? Giận không thôi. Giận thì thôi. Giận có không làm gì tôi. Rồi vô tới ơi. Vô cơm đây. Cơm nấu ơi rồi hồi mình đó. Ngồi mình hàng nguyên tâm sự sao phải không? Cơm để đây để chần dặn sao anh? Để đâu? Để bên đây nè. Để bên đây rồi. Lâu già thấy mấy cây mít bên này lớn quá không thầy? Lấy chén qua cho. Vậy là này nó mới thêm cái đạn đó mà tôi xuống đây á, ra đây là lần đó mới dọn, mới dọn chỗ, dọn chỗ nó mới chặt mấy cây đằng. Bây giờ xuống đây là bắt đầu mình thay đổi định hình ở trên luôn rồi. Lúc tôi xuống là mới chặt mấy cây bình đẳng ở đây à. Lâu dữ rồi. Giá năm mà. Đây là cuộc sống ở an cư trại của mấy huynh đệ chú bác này cả nhà mình. Rồi rồi. Chiều qua ăn cơm chứ. Tính nãy ghé tiệm ăn á. Cái cho xuống đò tiếu. Nãy không dễ ăn mẹ rồi rồi. Xuống đò tính qua đò ăn rồi đó. Lát điện lên luôn. Điện nó qua đậu ăn cơm thôi. Ăn cơm luôn. Dạ. Cơm nó ngoài. Rồi mời ông quay. Đủ chưa? Rồi đủ rồi. Đồ này ăn cơm có dầu đồng cũng đá quá ha. Chứ cầu chợ đâu có. Ai mua đâu có. Từ mới dạy vậy ha. Giờ vô. Dạ ăn đâu ơi.